Qua phần cô vừa gợi ý, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu C3 ở trong sách giáo khoa sang số 5. Đề bài yêu cầu như sau: trong các thí nghiệm hình 1.2a và 1.3, ta nhìn thấy mảnh giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng từ hai vật đó đều có ánh sáng đến mắt ta. Vậy vật nào tự phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới? Vậy chúng ta hãy quan sát lại hình 1.2a. Ở đây chúng ta nhìn thấy mảnh giấy trắng chúng ta quan sát được là do ánh sáng từ bóng đèn chiếu đến mảnh giấy, rồi ánh sáng từ mảnh giấy hắt lại đến mắt ta. Còn khi các con quan sát trong hình 1.3 thì chúng ta nhìn thấy ánh sáng từ bóng đèn, thì ánh sáng đó từ bóng đèn tự khả năng phát ra ánh sáng. Vậy ở đây bóng đèn của chúng ta là nguồn sáng, còn mảnh giấy của chúng ta chính là mặt sáng. Vậy tương ứng chúng ta đến kết luận ở trong sách giáo khoa trang số 5. Các con hãy suy nghĩ mấy giây để điền giúp cô các từ thích hợp vào ô trống trong phần kết luận. Cụ thể, dây tóc bóng đèn tự nó ánh sáng khi có dòng điện chạy qua nguồn sáng. Kết luận thứ hai, dây tóc bóng đèn phát ánh sáng và mảnh giấy trắng ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó, gọi chung là vật sáng. Vậy con hãy suy nghĩ mấy giây trước khi chúng ta điền vào trong vần. Các con hãy điền vào cụm từ dây tóc bóng đèn tự nó ánh sáng khi có dòng điện chạy qua nguồn sáng. Và nội dung thứ hai, dây tóc bóng đèn phát ánh sáng và mảnh giấy trắng ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó, gọi chung là vật sáng. Ở phần ô trống thứ nhất chúng ta sẽ điền gì ạ? Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng. Khi có dòng điện chạy qua và nguồn sáng, chúng ta sẽ gọi là vật sáng. Vậy dây tóc bóng đèn tự nó phát ra được ánh sáng khi có dòng điện chạy qua thì gọi là nguồn sáng. Thế còn dây tóc bóng đèn phát ánh sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó, gọi chung là vật sáng. Vậy ở đây chúng ta đang nhìn thấy vật sáng gồm có gì ạ? Dây tóc bóng đèn phát ánh sáng tức là nguồn sáng, và chỗ này chúng ta hãy lưu ý giúp cô, và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng. Để nhấn mạnh một lần nữa, vật sáng là những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó và cả nguồn sáng. Như vậy